Thưa quý vị, hè năm 2022, ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu khởi sắc, thu hút lượng lớn du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Nhờ sự cộng hưởng này, mặt hàng hải sản khô của Bà Rịa Vũng Tàu có sức tiêu thụ tốt do nhiều du khách mua đặc sản làm quà biếu tặng bạn bè và người thân. Ghi nhận tại chợ Bà Rịa, thành phố Bà Rịa. Từ cuối tháng 6 đến nay, khoảng 40 hộ kinh doanh hàng hải sản khô chợ Bà Rịa đón và phục vụ hàng trăm lượt khách mỗi ngày, chủ yếu là khách ngoài tỉnh đến mua sắm đặc sản của Bà Rịa Vũng Tàu. Nhờ đó, lượng hàng hóa bán ra mỗi ngày tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với trước đại dịch Covid-19. Năm nay vừa qua tới hè là thấy ok mà, khách cao và khách đông lắm á. Giá cả thì cũng bình thường, nhưng mà không có hạ đâu nha. Năm nay nói chung là chị em bạn hàng ở cái chợ này rất là phấn khởi, tại vì khách du lịch rất đông, cho nên người ta bán được, chị em du lịch rất là phấn khởi. Giá thì nó ổn định, nếu mà nói về mực thì nó rất là rẻ hơn mọi năm nhiều luôn. Các loại khác thì giá nó cũng bình thường thôi, nó không lên mà cũng không giảm. Nắm bắt cơ hội kinh doanh cũng là tăng doanh thu bán hàng sau một thời gian dài bị ảnh hưởng từ dịch bệnh. Các tiểu thương chợ Bà Rịa đều chuẩn bị nguồn hàng phong phú, đa dạng, đặc biệt là giữ ổn định giá, thậm chí giảm nhẹ so với dịp Tết Nguyên Đán để kích cầu mua sắm. Cũng là dùng cũng thấy vừa miệng vừa ý mà bán cũng giá cũng hợp lệ, dễ mua. Đây là em thấy đây là những giờ dạng như khô mực đó là em thấy là bán giá cả cũng rất là bình dân, ăn rất là được nên giờ cũng mới ghé tiệm này. Bán là giá cả cũng rất là bình thường, bình dân thôi chứ không có cắt giá như những chỗ khác. Hải sản khô đắt hàng không chỉ tiểu thương kinh doanh hưởng lợi mà còn thúc đẩy tạo động lực cho ngư dân các địa phương vùng biển ra khơi khai thác, đánh bắt sau thời gian dài phải nằm bờ vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và giá xăng dầu tăng cao.